Chào các bạn, giới thiệu với các bạn, đây là pin cho Samsung J7 Rim. Đây là toàn bộ chi tiết là về hai mặt, mặt trước và mặt sau. Thì đây các bạn cũng thấy chi tiết được sản xuất tại đâu, dung lượng pin, cell thì được sản xuất tại Korea, còn hoàn tất thì ở Nhật, ở Việt Nam. Đây là mặt sau, mã pin các bạn BG61ABE, một số cái cấm và cái những cái thông tin mà bên hãng người ta cung cấp. Rồi dung lượng pin, ví dụ đây dung lượng pin đây là 3003. Rồi sau qua clip này để giới thiệu với các bạn về pin, là đây là pin chính hãng và bạn có thể phân biệt để sơ bộ về mắt thường mình có thể nhìn thấy được là pin chính hãng và pin Trung Quốc nó khác biệt như thế nào. Đây là hai mặt luôn. Bạn cũng thấy chi tiết các bạn. Thì shop khi các bạn đến với shop thì shop sẽ nhận thay luôn các bạn ha, chứ shop không có phải là bán pin không. Thì khách muốn mua về, số anh chị cửa hàng muốn mua về thì shop vẫn có bán, và anh chị nào muốn thay luôn thì shop cũng hỗ trợ thay luôn. Đây là pin Samsung J7 Rim. Giới thiệu lại với các bạn một lần nữa, đây là pin Samsung Galaxy J7 Rim. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, chúc các bạn một ngày vui vẻ.